Hello hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tăng Tình Vlog lớp như cả nhà ơi. Hôm nay em sẽ đưa mọi người đến một cái cửa hàng bán đồ Halloween nổi tiếng nhất ở Hà Nội nhé. Cái quán này nó đã, cái shop này nó bán hàng nhiều năm rồi đấy, lâu năm luôn. Đây này, cái shop mà bán đồ Halloween ấy, bán buôn bán lẻ luôn, rất nổi tiếng ở Hà Nội rồi. Mọi người cùng theo chân em vào trong shop nhé cả nhà ơi. Halloween custom. Cùng em theo chân vào trong nhé. Mình nhìn bên ngoài hộp bày cũng rất là đẹp luôn, rất là nhiều đồ độc lạ, cho người lớn cho trẻ em đều có hết, sinh viên rồi học sinh đều có hết, kể cả những trang phục luôn. Ở trên tầng 2 họ có cho mình thử đồ luôn đấy. Ở trên đường Lý Quốc Sư, phố Lý Quốc Sư Hà Nội. Rồi hôm nay mèo đeo cái vòng Halloween xinh thế. Em ơi, ngủ ngọt nhẹo như thế này. Em ơi, miu miu. Không thèm đả đồng gì luôn. Ngủ tít mít luôn. Đây là 39 Lý Quốc Sư cả nhà. Rất là nhiều đồ luôn, rất thể loại luôn. Đồ Halloween. Rất là nhiều người hỏi em là ở Hà Nội thì mua các cái đồ Halloween ở chỗ nào. Địa chỉ 39 Lý Quốc Sư nhé. Cái cửa hàng này họ bán nhiều năm lắm rồi ấy. Các thể loại đồ luôn cả nhà. Cái bơm này. Hả? Xinh à? Mũ. Mũ Halloween. Một cái màu vàng. Đây rất là nhiều đồ đẹp các bạn ơi. Cho trẻ con, cho người lớn luôn. Các bé mà ở trường mà muốn mua đồ Halloween ấy, có thể đến đây mua. Cho các con ấy, dự Halloween ở trường ấy. À. Nhiều không? Xinh không? Này, bên này có các cái xô này, mũ này, mũ dài, quần áo này. Không thiếu một cái gì. Đây là cái cửa hàng này, không thiếu một cái gì. Địa chỉ 39 Lý Quốc Sư. Trời ơi, một cái đầu lâu to đùng luôn đấy. Chuyên đồ Halloween luôn. Chuyên đồ Halloween, các thể loại gì 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 cái gì cũng có. Mặt nạ xinh xấu. Mặt nạ dao kiếm. Ừ, hay không? Đây là nến này, nhện và nến này, đèn này.
cả trang phục rồi quần áo sách truyện rồi không thiếu một cái gì luôn, phục vụ cho từ bé đến lớn nhé. Trang phục của người lớn, ví dụ mình đi lễ hội ban đêm mà mình đi Halloween thì các câu lạc bộ đêm ấy, đầy đủ hết ở đây, kể cả của trẻ em người lớn đầy đủ hết như vậy. Cứ đến 39 Lý Quốc Sư nhé, hỏi cửa hàng 39 Lý Quốc Sư, họ bán ở đây rất là nhiều năm rồi, rất là nhiều năm rồi. Để thì gì cũng có, đây những cái bút này để vẽ này. Đó. Có hết, vẽ lên mặt đấy. Để vẽ Halloween. Bút vẽ mặt, vẽ lên người. Rồi các cái móc chìa khóa cũng Halloween. Gì cũng có, ở đây rất là nhiều đồ. Đây là đại lý luôn đấy cả nhà. Trên tầng có cả trên tầng 2 luôn nhé cả nhà, lên trên đó có thể mua trang phục, thử trang phục luôn. Mua trang phục, thử trang phục tại chỗ luôn nhé cả nhà. Đẹp không? Cảnh viên đẹp không? Xanh đỏ tím vàng. Đẹp kính. Kính Halloween con dép này, trời ơi nhìn ghê không? Đấy, con dép giả nhựa. Kính này, kính Harry Potter này. Đó. Harry Potter nhiều thứ lắm, gì cái gì ở đây cũng có hết đấy. Cái hộp đựng này này, hộp đựng này, bông hoa hồng, nó bằng nhựa nha mọi người, nhìn như pha lê nhưng nó bằng nhựa. Đấy, vẽ mặt này, có những cái rất là hay, dạy vẽ luôn. Đấy, thử một em mũi rất là xinh, tên tên. Halloween ấy. Xem ơi. Đấy, mình nhìn. Đó. Ông ánh nhẹ tênh nhưng mà rất là bền nhá, chứ không phải là không bền nữa. Please do not touch. Không sờ vào, nếu như mà ai muốn xem cái gì thì sẽ gọi chủ quán. Một em mèo lười đi cả nhà xem, một em mèo béo vô cùng đáng yêu, đeo cái vòng cổ xinh không, ngủ mà gọi không thèm dậy luôn, ngủ mát không thèm dậy luôn. Mèo béo đeo cái vòng cổ xinh đỏ trắng vàng, nó là cửa hàng Halloween đấy khách, cho nên là bé cũng được đeo cái vòng rất là ấn tượng. Trang phục của trường Halloween, mũ Halloween này. Meo meo. À đấy, trời ơi cái mặt béo bây giờ mình, trời ơi mỏi quá. Ôi trời, mèo lười, đúng gọi là mèo lười đúng. Béo lắm. Rồi, xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều nha, đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho Tâm Tình nha. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. À, bên cạnh đây đây, đây. Chút đi ra rồi em mới lại nhìn thấy một cái treo lủng lẳng đây cả nhà. Đó, trời ơi giật mình luôn. Đó, đi ra để chào quý vị khán giả rồi em lại nhìn thấy một cái lủng lẳng. Giật mình chưa? Cả nhà nhìn thấy không? Đó. Thấy không? Ghê không? Mọi người nhớ muốn sắm đồ Halloween thì đến 39 Lý Quốc Sư nhé cả nhà. 39 Lý Quốc Sư. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh của em nha. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe nha. Thank you so much. Bye bye cả nhà.